Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Lời đầu tiên cho Trần Hưng xin gửi tới tất cả các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì ngày hôm nay tiếp tục em sẽ lên hướng dẫn cho các bác và anh em cách chỉnh mic dòng vang X12 hay là một số dòng vang X3, X5, X6, X7, X8, X10 có những định dạng equalizer giống như dòng vang X12 các bác nhé. Thì các bác vào xem kênh Trần Hưng thì cho Trần Hưng xin một nút like và nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi, để cập nhật thông tin mới nhất về những cái bản hướng dẫn chỉnh vang của bên kênh Trần Hưng Audio. Thì khi các bác và anh em nhận bất kỳ một dòng vang số do anh em ở xa cài đặt thì tất cả anh em thợ ở xa chỉ cài đặt ở mức chung chung thôi, chứ không cài đặt chuẩn cho các bác và anh em được. Khi các bác và anh em nhận con vang số X hay là dòng X12 thì nếu mà ở nhà các bác và anh em thợ setup cho bác và anh em là tương đối chuẩn, nhưng khi về các bác và anh em sử dụng nó sẽ gây thừa giải, thiếu giải, gây rú rít mic đấy, gây ồn tiếng, gây vỡ tiếng đấy. Thì khi các bác và anh em sử dụng những dòng vang X hay là dòng vang X12 thì các bác và anh em phải dò được điểm rú rít để các bác và anh em cắt bỏ các bác nhá. Đấy thì khi các bác và anh em nhận chiếc vang số mà anh em ở xa cài đặt ấy, thì khi các bác và anh em cắm mic vào, bật điện cho vang lên rồi kết nối âm thanh từ trên vang xuống đẩy các bác nhá, thì các bác và anh em phải kiểm tra là cái đường mic của mình nó đang làm bao nhiêu. Thì đường mic của con vang X12 này đang nằm ở 20 thì các bác và anh em cho nó về không đi đã các bác nhá, cho về không đi đã. Đấy, sau đó thì các bác và anh em sẽ bật đẩy lên, bật đẩy và cắm mic vào. Đấy, rất nhiều trường hợp các bác và anh em thợ thì khi mà gửi vang đi cho bác và anh em, thường có người thì để 10, có người để 20, có người để 30, có người để 40. Đấy các bác nhá. Thì khi mà các bác và anh em về cắm mic vào mà cái âm lượng này mà người thợ người ta để lớn quá, thì khi các bác và anh em bật mic lên cái mà con vang này đang bị thừa rất nhiều giải mà đột ngột thì nó sẽ gây rít mic rất mạnh, thì nó sẽ thường là gây cháy loa chép đấy, hoặc là gây lỗi cho những cái loa của các bác và anh em đang sử dụng, đúng không ạ? Thì khi các bác và anh em chưa biết là con vang này nó đang thừa giải nào, đang thiếu giải nào, mà các bác và anh em để cái phần âm lượng của đường mic nó lớn, thì khi các bác và anh em cắm mic vào, bật mic lên phát là nó đã gây rít và gây cháy loa chép rồi, đúng không ạ? Thì rất nhiều các bác và anh em mua những dòng vang số về bảo là tao mua con vang của mày về làm cháy loa chép của tao. Đấy, thì khi các bác và anh em, cái trường hợp đó là trường hợp đầu tiên, là các bác và anh em không kiểm tra, đấy, để cái đường mic về không các bác nhá. Sau đó thì các bác và anh em sẽ cắm mic vào, cắm mic không dây hay là có dây vào, rồi các bác và anh em bật đẩy lên. Đẩy thì thường, thông thường thì các bác và anh em có thể là để 12 giờ, đúng không ạ? Có thể là để 1 giờ, để 2 giờ và để max volume. Đấy, thì tùy các bác và anh em để hai cái volume ở dưới đẩy là bao nhiêu giờ, đúng không ạ? Thông thường thì có người để 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, có thậm chí người để max volume, đúng không ạ? Thì ở đây em đang để là tầm 2 giờ. Và bắt đầu sẽ nâng từ từ tiếng mic lên các bác nhá, nâng từ từ chiếc áp mic lên. Đấy. Một hai đi sâu bình đi, một hai bốn năm sáu bình đi. Đấy, nhưng mà những chiếc vang này thì em nâng lên 40. Đấy, 40 thì nó không có chuyện rú rít gì. Đấy, không có chuyện rú rít gì các bác nhá. Nhưng mà vào trường hợp không gian của các bác và anh em và loa có độ nhạy cao, thì khi nó mic mà nằm ở 40 này mà các bác và em cắm mic vào phát là nó đã gây rú rít rất mạnh rồi, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ nếu mà các bác và anh em thì khi sử dụng bất kỳ dòng vang X hay là dòng vang X12 hay là một số dòng vang có định dạng equalizer như này, thì các bác và anh em phải sắp xếp được giải equalizer. Thì ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em sắp xếp giải equalizer trên dòng vang X12 và tìm điểm rú rít để cắt bỏ các bác nhá. Đấy, thì các bác và anh em sẽ nhìn vào chiếc vang thì nó sẽ có mic A và mic B. Thì trên dòng vang X12 thì nó sẽ có mic A và mic B. Thì em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em điều chỉnh mic A, thì mic A với mic B nó tương tự như nhau. Đấy các bác ạ, bấm vào mic A. Đấy, bấm vào mic A thì trên màn hình nó sẽ hiển thị cho bác và anh em là mic feedback cấp độ trung U2 các bác nhá, cấp độ trung U2.
thì các bác và em có thể là tắt chế độ chống ngủ cho em, tắt chế độ chống ngủ đã nhá. Đấy, rồi các bác và anh em chuyển sang phần gain. Thì trên dòng vang X12 này thì nó sẽ có phần gain, tức là tín hiệu đầu vào, độ nhạy tín hiệu đầu vào của tiếng mic. Thì nếu mà các bác và anh em dòng đẩy mà nó có độ nhạy thấp thì các bác và em có thể là nâng gain lên một vài decibel các bác nhé. Đấy, nếu mà các bác và anh em lạm dụng cái gain này quá này thì nó sẽ gây vỡ tiếng mic các bác nhé, gây vỡ tiếng mic và gây rú rít rất mạnh ở cái phần gain này. Thì thông thường thì các bác và anh em cứ để cho em là cái phần gain tín hiệu đầu vào là 0 decibel các bác này. Đấy, tiếp theo thì các bác và em sẽ bấm vào đường mic A cho em, bấm vào đường mic A cho em. Đấy, bấm vào đường mic A thì nó sẽ có cho bác và anh em là mic HPF. Đấy, mic HPF tức là cắt giảm trầm cho tiếng mic này các bác này. Đấy, đây là bypass các bác nhé. Bypass thì các bác và anh em không được sử dụng cắt giảm tần, còn các bác và anh em sẽ đưa sang HPF. Đấy, độ nhạy của nó là 6 dB này các bác nhé. Và FREQ tức là cắt giảm trầm cho tiếng mic này. Thì khi các bác và anh em muốn tiếng mic của mình nó thanh hơn một tí thì có thể là cắt lên. Nhưng mà cắt cao quá thì nó sẽ thanh tiếng mic đúng không ạ? Thì khi mà các bác và anh em thích cái giải trầm của mic của mình nó nằm ở vị trí bao nhiêu Hz thì các bác và anh em để. Đấy, thì đây để 80 Hz thì khi mà các bác và anh em cắt cái giải trầm của tiếng mic ở 80 Hz thì nó sẽ hoạt động, tiếng mic thu vào cho bác và anh em là từ 80 Hz đổ lên, còn dưới 80 Hz đổ xuống thì nó sẽ cắt bỏ đi. Và nếu mà các bác và anh em để mà tầm 30 hay là 40 hay 20 Hz như thế này thì đúng không ạ? Thì khi cái tiếng mic của các bác và anh em đấy nó thu được cả những cái tiếng gió vào hay là những cái quạt của các bác và anh em ấy, nó sẽ thu được vào trong mic và nó thu ra loa. Hoặc là khi các bác và anh em chưa kịp hát mà các bác và anh em thở một cái nó nghe đến thụp ra loa rồi. Đấy thì các bác và anh em sẽ cắt bỏ những cái đó đi đúng không ạ? Thì các bác và anh em có thể cắt lên. Không phải là không gian nào hay là bộ mic nào, đấy, đôi loa nào cũng nằm một vị trí các bác nhá. Đấy, có thể là các bác và anh em thích giải trầm của tiếng mic nằm ở 60 Hz, hay là một số bác và anh em thích giải trầm nằm 70 Hz hay là 80 Hz hay là 90 Hz. Nhưng mà có thậm chí có một số các bác và anh em muốn hát cho tiếng mic nó thanh lên thì có thể là cắt 100 đến 110 đến 120 đấy các bác nhá. Đấy là cái FREQ tức là cắt giải trầm cho tiếng mic, đây em để là 80 Hz. Đấy, bấm tiếp vào phần mic. Bấm tiếp vào phần mic thì nó sẽ có LPF tức là cắt giải cao các bác nhá, cắt giải cao, cắt tần số cao. Đấy, cắt tần số cao là cắt những cái giải chép cho tiếng mic này. Đấy thì khi các bác phải cắt những cái giải chép cho mic, đấy thì nó sẽ hoạt động cho các bác và anh em là 20.000 Hz. Đấy. Nếu mà các bác và anh em muốn cho cái giải chép của tiếng mic nó hoạt động ở 16.000 Hz hay là 18.000 Hz. Đấy. Thì đây em để cho là 18.000 Hz. Đấy. Thì cái dạng tần số cao này, tần số cao của tiếng mic thì nó sẽ hoạt động từ 18.000 Hz đổ về các bác nhé. Còn trên trên 18.000 Hz thì nó sẽ cắt bỏ, nó sẽ không cho vào mic đúng không? 1 2 4 5 6 bình ly. Đấy thì bây giờ các bác và anh em sẽ bấm tiếp vào đường mic A của chiếc vang X12. Đấy thì nó sẽ cho bác và anh em là mic số 1, tức là cần equalizer số 1 các bác nhá. Và PEQ và cắt giải tần đang là 40.9 Hz và gain tức là tăng giảm cần equalizer, Q tức là biên độ dốc của cần equalizer các bác nhá. Thì bây giờ thì các bác và anh em, khi các bác và anh em nhận được chiếc vang số thì các bác và anh em phải kiểm tra là đường mic của mình nó sẽ có bao nhiêu cần equalizer. Thì các bác và anh em sẽ bấm nút up để cho con chuột đứng đầu số 1 này. Rồi các bác và anh em sẽ kiểm tra. Đấy, kiểm tra trên dòng vang X12 này thì nó sẽ có 20 cần equalizer để cho các bác và anh em sắp xếp coi nhá. Đấy thì nếu mà một hệ thống equalizer chuyên nghiệp, đây là một hệ thống equalizer chuyên nghiệp các bác nhá, thì người ta sẽ sắp xếp cho bác và anh em là 31 cần equalizer đúng không ạ? Nhưng mà trên equalizer số này người ta chỉ sắp xếp cho bác và anh em là 20 cần. Đấy, 20 cần là quá nhiều các bác nhé, 20 cần là quá nhiều trên dòng vang số X12 rồi. Thì khi trên equalizer chuyên nghiệp thì người ta sẽ
chia ra 31 cần đảm nhiệm vị trí từ 20Hz đến 20kHz các bác nhé. Thì cần số 1 người ta sẽ đảm nhiệm là 20Hz và cần số 2 đảm nhiệm 25Hz và cần số 3 là đảm nhiệm là 31.5Hz. Tương tự như vậy đến cần cuối cùng của equalizer chuyên nghiệp thì người ta sẽ làm cần 31 này là nó sẽ đảm nhiệm ở 20kHz các bác nhé, 20kHz. Thì trên dòng vang X12 này thì nó sẽ có 20 cần equalizer. Thì cần equalizer số 20 em sẽ tính ngược lại các bác nhé, từ cần equalizer số 12. Thì nếu mà các bác và anh em muốn cho cần equalizer số 12 đảm nhiệm 18.000Hz hay là cần equalizer số 20 đảm nhiệm 20.000Hz tương tự như trên equalizer chuyên nghiệp này các bác nhé. Đấy, thì khi các bác và anh em chỉ sử dụng cần 20 của đường mic chiếc vang X12 là 18.000Hz thôi đúng không ạ? Thì các bác và anh em sẽ để cần equalizer số 12 là 20 là 18.000Hz đúng không ạ? Về cần equalizer số 19. Số 19 thì các bác và anh em có thể là sắp xếp cho nó đảm nhiệm ở giải tần là 17.000 hay là 16.000 cũng được các bác nhé. Thì đây em sẽ cho nó đảm nhiệm là 16.000. Về cần equalizer số 18. Đấy, 18 thì em sẽ có thể là đảm nhiệm cho nó là tầm 15.000 hay là 14.000. Về cần equalizer số 17 sẽ cho đảm nhiệm 12.000. Về cần equalizer số 16 sẽ cho đảm nhiệm là 10.000. Và về cần equalizer số 15 sẽ cho đảm nhiệm là 8.000. Và về cần equalizer số 14 sẽ cho đảm nhiệm là 7.000. Và về equalizer số 13 sẽ cho đảm nhiệm là tầm 6.008. Về cần equalizer số 12 sẽ cho đảm nhiệm là 6.001. Về cần equalizer số 11 sẽ cho đảm nhiệm là 4.000. Về cần equalizer số 10 sẽ cho đảm nhiệm là 10.000. Về cần equalizer số 9 sẽ là đảm nhiệm là 690. Đấy. Và sang cần equalizer số 8 sẽ cho đảm nhiệm là 572. Và sang cần equalizer số 7 sẽ cho đảm nhiệm là 367. Và sang cần equalizer số 6 sẽ cho đảm nhiệm là 218. Và sang cần equalizer số 5 sẽ cho đảm nhiệm là 132. Đấy. Sang cần equalizer số 4 sẽ cho đảm nhiệm là 90Hz. Và sang cần equalizer số 3 sẽ cho đảm nhiệm là 70Hz. Và sang cần equalizer số 2 sẽ cho đảm nhiệm là 60Hz. Và sang cần equalizer số 1 là cần equalizer đầu tiên đấy là sẽ cho đảm nhiệm là 40Hz đúng không ạ? Thì trên equalizer có 32 cần thì người ta sẽ đảm nhiệm từ cần số 1 đúng không ạ là 20Hz và đến cần 31 là 20.000Hz các bác nhé. Thì ở trên chiếc vang X12 này nó sẽ có là 20 cần equalizer. Thì nếu mà các bác và anh em có thể là sắp xếp cần số 1 là đảm nhiệm 20Hz đến cần equalizer số 20 đảm nhiệm 20k tức là 20.000Hz cũng được. Đấy là tùy các bác và anh em sắp xếp làm sao để trong 20 cần equalizer nó đảm nhiệm đủ phạm vi cho các bác và anh em là từ 20Hz đến 20.000Hz đúng không ạ? Thì đây em ở trên equalizer số này của X12 này em sẽ cho đảm nhiệm là từ 40Hz là cho cần equalizer số 1 và đến cần equalizer số 20 là em sẽ cho đảm nhiệm là 18.000 đúng không ạ? Đấy thì vừa nãy thì quay về cái phần trùng ngũ các bác nhá, thì em đã tắt bỏ chế độ trùng ngũ rồi, và bây giờ em sẽ dò điểm rú rít từ cần equalizer số 1 đến cần equalizer số 20. Đấy thì các bác và anh em sẽ đưa con chuột về cái phần quy. Đấy cái phần quy này thì các bác và anh em sẽ để biên độ của nó tầm 9.50 các bác nhá. 9.50 này thì khi để 9.50 này thì các bác và anh em lên cần số 1 thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cần số 2 hay là lên cần số 2 nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cần equalizer số 1 hay là ảnh hưởng đến cần equalizer số 3. Đấy là biên độ dốc của cần equalizer các bác nhá. Đấy, nếu mà biên độ dốc càng lớn thì độ dốc của nó sẽ càng cao các bác ạ. Nếu mà biên độ dốc càng nhỏ thì độ dốc của nó sẽ càng lớn. Khi độ dốc càng lớn thì khi các bác và anh em hiểu là lên nó lên cần số 2 này thì nó sẽ ảnh hưởng cả một dàn lên đến tận cần equalizer số 3, số 4, số 5 đúng không ạ?
thì cái quy này thì em sẽ để nó là 9.50 và em sẽ đưa con chuột này về cái phần gain để tăng lên 12 các bác nhá, tức là tăng lên hết cỡ. Đây, tăng lên hết cỡ các bạn này. Đấy, tăng lên hết cỡ. Đấy. Thì cần equalizer số 1 này thì cái gain của nó em đã đang để là 12.0 dB, tức là cái gain của nó là đang được tăng lớn nhất. Đấy, đang được tăng lớn nhất như này. Đấy, tăng max volume của cần equalizer số 1 quá nhá. Và sẽ đưa con chuột sang cái phần 40.9 Hz. Và bắt đầu các bác và anh em xoay cái nút con cho này để tìm điểm ù, điểm rú rít. Thì các bác và anh em vừa xoay vừa alo tiếng mic để kiểm tra xem là cái không gian của mình nó đang thừa giải nào các nhé. 1 2 4 5 6 7 0 0 1 1 5 5 6 7 0 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
khi mà em dò đến 111 các bác nhá, 111 là nó đang ủ mic đúng không ạ, đang bị ủ cái thứ mic này, thì bây giờ em sẽ cho con chuột đến cần equalizer số 1 này. Đấy, cho cần equalizer số 1 đến số 1 này, bắt đầu xoay tìm cái điểm nào là đấy. Đấy thì bây giờ em sẽ lấy cái cần equalizer số 4 này các bác nhá, để lấy cái điểm ủ của không gian của các bác và anh em là 111 đúng không ạ? Đấy 111. Và em sẽ đưa con chuột xuống phần quy này để đưa nó lên 9.50. Đấy. Và lại tiếp tục đưa con chuột này ra phần gain, này ra phần gain để bắt đầu hạ nhá. 1 2 3. Đấy, khi các bác và anh em hạ cái cần equalizer số 4 này, vừa hạ vừa alo làm sao cho nó không còn dày ù nữa là các bác em dừng lại. 1 2. Đấy thì khi mà em hạ cái cần equalizer số 4 đến 5.2 dB thì nó sẽ không còn ù nữa, thì bắt đầu em lại cho chuột lên số 4 để cho về cần equalizer số 1 và tiếp tục đưa con chuột sang chỗ HZ này để tiếp tục dò xem nó còn thừa giải nào hay là thiếu giải nào các bác nhá. Bắt đầu các bác em dò tiếp cho em. Đi 1 2 2 2 2 2 lần. Đấy thì em dò tiếp đến cái số là 218 Hz là nó gây ù rất mạnh này. Thì bây giờ em lại tiếp tục đưa con chuột đến cần equalizer số 1 và xoay để tìm cần equalizer nào nó đang đảm nhiệm ở 218 Hz. Đây, cần số 6 này, cần số 6 này đang đảm nhiệm ở 218 Hz là đang bị ù ở cái hải giải 218 Hz đúng không ạ? Bây giờ em sẽ đưa xuống phần quy và em sẽ đưa lên 9.50. Đấy, và bây giờ em sẽ hạ gain của cần này xuống, hạ gain. Đấy, hạ gain, gạ gain bao giờ hết ù thôi nhá. Đấy, em để gain của cần equalizer số 6 này là 6.0 dB là hết ù rồi. Bắt đầu tiếp tục cho trở về cần equalizer số 1. Tiếp tục đưa con chuột đến HZ này để tiếp tục lại dò tiếp các bác nhá, tiếp tục dò. Vừa dò vừa alo cho em. 1 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
thì khi em dò đến tiếp tục là đến 1500 Hz là nó ù cái tiếng mic đấy, là nó cái giải rít của giải trung cao đấy quá nhá. Đấy là cái giải là 1500 Hz. Đấy bây giờ vào, bây giờ em sẽ đưa con chuột về cần equalizer số 1 thì để xem cái cần nào nó đang đảm nhiệm ở vị trí là 1500 Hz để em hạ xuống. Đây cần equalizer số 10. Thì cần equalizer số 10 này em sẽ cho nó đảm nhiệm ở 1500 Hz các bác nhá. Đấy.
là cái không gian của mình nó đang thừa giải ở 1500 Hz. Đấy, 1500 Hz. Đấy, và bắt đầu em xuống quy, nâng lên 9.50. Đấy, và bắt đầu sang hạ gain các anh nhé, sang hạ gain. Đấy, sang hạ gain, hạ gain xuống, hạ gain. Đấy các bác, các bạn em hạ gain, bao giờ nó hết cái giải giải ù ở trung cao này, các bác em dừng lại nhé. Đấy thì khi mà cái cần equalizer số 10 này nó đang đảm nhiệm ở vị trí là 1500 Hz đúng không ạ? Thì cái giải này ở không gian của em nó đang bị ù rất mạnh của giải trung cao đấy. Đấy, giải trung cao là giải 1500 Hz nó đang bị thừa đúng không ạ? Đấy, bây giờ em sẽ hạ cái gain này xuống 6.0 dB đúng không ạ? Là hết cái giải thừa của trung cao rồi các bác nhá. Hết cái giải ú đấy. Đấy. Cho về cần quay video số 1, bắt đầu lại quay về cần số 1 là tiếp tục lại đưa con chuột sang cái phần Hz này để tiếp tục dò. Vừa dò vừa alo chưa? 1, 2, 3. Đấy thì tiếp tục dò đến cần 2000 Hz là giải cũng đang thừa đúng không ạ? Thì bây giờ tiếp tục lại quay về cần quay số 1 xem cần nào nó đang đảm nhiệm ở 2000 Hz, cần nào nó đang đảm nhiệm ở 2000 Hz nhé các bác nhá. Đấy. Đấy thì bây giờ sẽ lấy cái cần equalizer số 1 này để cho nó đảm nhiệm tầm 2000 Hz. Đấy, cho nó đảm nhiệm tầm 2000 Hz. Vì không gian của mình nó đang tiếp tục nó thừa giải 2000 đúng không ạ? Đấy. Thì em cho về khoảng hơn 2000 cũng được, hơn 2000 cũng được, khoảng 2600. Đấy, và bắt đầu em đưa quy lên 9.50. Đấy, và bắt đầu hạ gain của cần quay dơ số 11 xuống. Đấy thì nó đang thừa giải 2000 thì các bác của anh em để là 2000 Hz cho em. Đấy, và hạ gain xuống. Thì hạ gain xuống cần equalizer số 11 nhá. Cần equalizer số 11 nó đang đảm nhiệm ở 2000 Hz và nó đang thừa không gian của mình, hay loa của mình, mic của mình nó đang thừa cái giải 2000 này rất mạnh đúng không ạ? Thì cái gain này bắt đầu em hạ xuống 6.6 dB là hết luôn cái giải zip ở 2000 Hz rồi đúng không ạ? Và bây giờ tiếp tục các bác nhá, tiếp tục lại cho về cần equalizer số 1 để tiếp tục lại dò tiếp. Đấy, dò tiếp. Bắt đầu dò vừa alo trên 1 2 0 6 7 đi. Đấy, tiếp tục thì đến cần 3000 này. Đấy, 3000 3170 này. Đi. Cần này cũng rít rất mạnh thì các bác và anh em lại tiếp tục cho về cần qua đến số 11 để xem cần nào nó đang đảm nhiệm ở 3170 cho em. Cần nào nó đang đảm nhiệm ở 3170. Đấy, em lấy cần qua đến số 12 cho nó đảm nhiệm tầm 3100 để em hạ gain nó xuống nhá. Đi. Cho quy lên 9.50. Bắt đầu hạ gain xuống đi, sau đi đi đi. Đấy thì em hạ đến gain của cần quay số 12 là 4.8 dB là hết rú rít rồi đúng không ạ? Và bây giờ tiếp tục lại cho về cần equalizer số 1 để tìm tiếp xem cần nào đang rú rít. Đi 1 2 3 4 5 6 7 8 lên 1 1 2 4 5 6 6 7 8 lên 1 2 6 7 8 lên 1 2. Đấy thì trong cái không gian của em hiện tại đang sử dụng thì bắt đầu từ cái giải 3000 Hz đổ lên là nó không còn rú rít nữa các bác nhá. Thì đây là những cái giải tần mà gain của nó lên đến tận 12 dB, tức là lớn nhất mà nó không có rú rít gì nữa. Thì đây là những cái gain mà
không ảnh hưởng gì đến cái chuyện rú rít của không gian của các bác và anh em, thì các bác và anh em có thể là giữ nguyên ở không ở gain của nó là 0.0 dB quá nhé. Bây giờ các bác và anh em có thể là dò ngược lại. Đấy thì trong những cái phạm vi, trong phạm vi từ 3000 Hz này đến 20000 Hz thì không còn cái điểm nào rú rít các bác nhá, không có điểm nào rú rít. Đấy thì em đã dò và cắt bỏ những cái điểm thừa, điểm rú rít rồi. Thì bây giờ nếu mà các bác và anh em nếu mà muốn hát sáng tiếng, muốn sáng tiếng thì các bác và em có thể là tìm đến cận equalizer số nào nó đảm nhiệm cái giải sáng tiếng, tức là giải 8160 này là những cái giải sáng tiếng mic, thì các bác và em có thể nâng gain lên thoải mái, không rú rít mic luôn. 1 2 0 6 7 1 2 4 5 6 7 2. Đấy thì khi mà các bác và anh em dò thì các bác và anh em cảm thấy cái mic của mình nó đang tối tiếng thì có thể là tìm đến những cái cần có đảm nhiệm là 8160 hay là tìm đến cần đảm nhiệm đến 10000. Đấy, chẳng hạn muốn hát tiếng sáng mic thì tìm những cái giải 8000, giải 10000 các bác nhá. Đấy. Thì khi mà các bác và anh em dò lên tận đến 12 dB của những cái giải tần 8000, 10000 này nó không rú rít thì bây giờ các bác và em có thể là tăng thoải mái đến 6 dB. Đấy, bây giờ cần này các bác và em có thể là tăng đến 12 nó cũng không rú rít đúng không ạ? Tăng đến 12 nó không rú rít. Đấy, là các bác và em đã dò được nó rồi đúng không ạ? Thì nó không phải là thừa cái giải này mà nó thừa ở những cái giải mà các bác và em vừa cắt ở những cái giải 2000, giải 3000 đấy. Đấy, hoặc là các bác và em bây giờ muốn hát ở những cái giải xịt xịt. Đấy, giải xịt xịt các bác nhá, thì tìm đến những cái giải là 12.000, 14.000 để lấy cái tiếng xịt xịt của mic này. Thì những cái giải này thì các bác và em có thể là tăng gain lên thoải mái thì nó cũng không rú rít mic các bác nhá. 6 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
dò điểm rú rít này thì nó cực kỳ an toàn cho các bác và anh em trong việc là hát karaoke. Đấy thì khi mà các bác và anh em đã dò được điểm rú rít để cắt bỏ rồi thì bây giờ các bác và anh em sẽ quay lại. Đấy, quay lại và vào phần mic cho em. Đấy. Và cấp độ trung hú ở trên chiếc vang này đang bị tắt đúng không ạ? Đang bị tắt. Bây giờ các bác và anh em chỉ cần bật cấp độ trung hú 1 cho em thôi. Bây giờ các bác và anh em có ngồi gần loa, các bác và anh em hát sẽ không bao giờ bị rú rít nữa các bác nhá. Không bị rú rít nữa các bác nhá. Còn khi mà các bác và anh em equalizer mà nó đang bị thừa giải các bác nhá, thì các bác và anh em có bật hết cấp độ trung hú thì các bác và anh em có thể là đứng xa nó vẫn gây rú rít, chứ không phải là có trung hú là nó sẽ trung hú cho bác và em đâu. Cái trung hú tốt nhất là dò được điểm rú rít ở trên equalizer các bác nhá. Đấy thì ngày hôm nay thì em cũng hướng dẫn xong cho bác và anh em cái phần chỉnh mic cho dòng vang X12. Đấy, tìm điểm rú rít để các bác và anh em cắt bỏ đi. Thì tất cả những cái dòng vang X3 hay là đến X12 đấy thì có thể là áp dụng theo cách dò điểm rú này được. Đấy, thì những cái dòng vang X12 này nó có 20 cần equalizer, thì những cái dòng vang X3 đến dòng vang X10 đấy thì nó sẽ chỉ có 15 cần equalizer. Thì trong phạm vi 15 cần equalizer thì các bác và em cũng cho những cái cần 15 cần equalizer nó sẽ đảm nhiệm từ 20Hz đến 20.000Hz. Đấy, mỗi cần nó sẽ đảm nhiệm vị trí khác nhau. Đấy, chẳng hạn cần equalizer số 1 có thể là đảm nhiệm ở 20, cần equalizer số 2 đảm nhiệm 25 đấy. Thì em ví dụ như vậy để các bác và em hiểu nhá các bác nhá. Đấy thì các bác nào mà xem kênh của em thấy ok thì các bác và anh em cho Trần Hưng xin một nút like và nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị âm thanh bên em và theo dõi những cái video em chia sẻ hướng dẫn cho bác và anh em. Rồi, xin chào tạm biệt các bác và anh em đã theo dõi video của Trần Hưng. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.